Nói lâu quá không làm video có. Trình có nhớ ông bà cô chú không? À, nhớ quá trời luôn á. Ừ, vậy hả? Ừ. Xin chào cả nhà. Hôm nay lâu lắm rồi mới quay lại video cả nhà. Hôm nay mình làm miếng xào cua với lại chả giò tôm cua cho Vincent. Mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình nha. Sau mình xào miếng, mình phi tỏi cho vàng lên, xong rồi trong cái nước sốt này mình có bỏ đường, dầu hào với lại miếng nước tương với miếng nước mắm cho chút xíu nước vô. Mình xào bao nhiêu đây miếng là mình chỉ pha cho mình nửa chén ăn cơm nước sốt thôi cả nhà, nếu nhiều quá nó sẽ bị nhão cái miếng. Miếng mình trộn đều hết rồi, bây giờ mình cho mấy cái đồ rau củ đồ vô, xong rồi sau đó mình cho cua vô mình trộn chung nữa là xong hết rồi.
Xin chào cả nhà. Hôm nay lâu lắm rồi mới quay trở lại video cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hôm nay mời cả nhà ăn miếng xào cua với lại chả giò tôm cua. Có Vinh Sình là phải đòi chả giò nên lâu mà mình cũng có làm nữa, nay làm lại cho nó ăn. Rồi mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình ha. Mày ăn nha. Xin ăn quay cũng được. Trời vô gấp được cho em. Nó bị dính á. Con ha. Nè, cho con nước. Nó muối. Nó muối. Muối. Chắc nước có uống nước miếng nè. Mời cả nhà. Không ai sợ uống miếng được hả? Uống miếng ra được hả? Coi đường nha. 3.7. Ăn rồi chết. Nóng nóng nha. Nóng. Bây giờ nóng ngon. Nóng mới ngon. Ngon quá rồi. Ừ. Mà nóng ngon lắm. Ừ. Cái nóng ngon nè. Ừ. Chả giò được không sao? Được, chả giò ngon. Ừ. Tôm với cua. Ừ. Sình có nhớ ăn bà cô chú không? À, nhớ quá trời luôn á. Ừ, vậy hả? Ừ. Nó cứ kêu mình làm video hoài cả nhà. Tại hổm này bận quá. Ra cũng không có. Nó bận không có ăn. Nó mới bận đó. Đợi hàng đi không có ăn ông làm video được thôi. Bận quá cũng không có thời gian nấu nướng gì nữa. Ra cô không quay luôn, xong rồi cái riết là cái làm biến luôn. Cái hổm nè bên Sình nó cứ kêu làm video hoài cả nhà. Nếu có mấy người bạn cũng hỏi sao không thấy làm vậy. Mẹ mới mày lấy cái muỗng nè. Ôi dũng dũng miếng nóng. Đây nè. Dũng miếng nóng lắm ngon. Đây. Vinh Sình cứ kêu làm video hoài bởi hôm nay muốn làm nó cho nó đó là nó phải có món này. Hổm về lâu rồi nó không có làm, nó không có ăn. Cũng gần 2 tháng rồi mình không có làm. Không có cuốn cho nó ăn, hôm nay nó đòi nữa thôi làm nó luôn. Miếng được. Được, miếng luôn. Cho bỏ đi được không? Cho dễ hơn. Ừ. Làm gì đó? Ừ, nó như là ăn gì tối gì khỏi ăn cơm phải không? Ờ. Mày ăn, tối ăn cơm phải không? Ừ, ăn cơm. Ăn rồi. Ừ. Là hết mấy chỉ rồi được không?
Được. Nó mới còn tủ lạnh nữa. Thì thích ăn chỉ lợ lắm cơ chú. Nó mì làm thấy làm sao? Ngon. Ngon lắm hả? Rồi giờ nó thích ăn nóng giống mình chứ. Nè thích ăn lửa cuốn nóng ăn. Không thích mẹ phải không? Không thích ăn nguội. Biết nãy cuốn hết chiên hết luôn. Trời như như đủ rồi. Đủ rồi. Đủ không? Đủ. Đủ rồi, tôi ăn bao nhiêu đó. Trời ăn không hết. Nãy biết rồi lấy lá tí tô lại với dưa không lụi. Nhà quên bịch. Dạ hả? Phải biết. Đâu biết rồi. Bịch mua ở đâu hả? Ở nhà con Linh nó đưa. Đủ ở nhà nó chậm. Mày không nói có chú hả? Nói gì? Cho mày lấy đi, tôi lấy ở nhà. Bố mày bệnh quá. Đem ở bữa hổm. Cắt này 2 ban ngày. Phải có đây rồi đem đem ra ăn cái này cuốn. Ngày mai đi ngày mốt chứ ngày mai đi chợ không kịp. Ngày mốt đi ra phạt không? Đi gì đi. Cuốn đồ ăn, cuốn gỏi cuốn đồ ngoài rồi ăn cơm. Ăn gỏi cuốn rồi đi học. Thứ hai chỉ còn nữa đâu kể cả hư phải nghỉ á, phải nghỉ chứ nhật nay cho nó nghỉ nè hả? Thôi không được ngày mai nghỉ mà mai mệt lắm đừng nổi đâu ngày mai nghỉ mà biết rồi mà mệt lắm ngày mai cũng thôi vậy không nghỉ từ sau cũng được ngày mai em nghỉ ngơi ngày đi cái ông ở đây làm mệt rồi ngon quá mày. Mê cả giò. Để con ăn thử cái này miếng đi. Mê làm thử ngon lắm. Thử thử đi. Được không? Ok phần. Ok rồi hả? Chưa. Mấy vậy? 3.3. Sao? Không có phiêu gì đâu. Ai có ăn á, không có phiêu. Không biết rồi. Giòn quá. Ừ. Giòn quá. Ừ. Ăn em sao? Được rồi. Ừ. Miếng kẹt lắm, nhiều quá. Ừ. Tôi gặp định. Nè, mấy ngày chơi vậy? Mấy ngày chơi vậy? Chơi dấu hả? Ừ, dấu. Đá trời gì hấu. Ừ. Đá trời gì hấu. Ừ. Trời đớm mà đố ăn gì hấu ha. Ăn không? Biết ăn gì hấu hả? Biết ăn mà. Gì hấu tiếng Anh kêu là gì? Mới nói gì hấu á. No, what you call in English? Watermelon. Good, đúng rồi. Chạy giò bữa nay ngon. À. Nửa ký cua chổng nó mai vàng ngon. Ừ. Tại bữa ăn nửa cua hai bực. Ở ngoài người ta bán đâu ngon à. Ở nhà làm ngon hơn. Ngoài bán thịt không à. Ừ. Mình làm tôm với lại cua bỏ vô. Cho con thêm cái này đi để đá rắc chứ đi ăn cái ăn quên hết rồi. Cho con thêm ba cái này nha. Được. Ờ, để lắc chừa ra đi hết nó không biết nãy ăn cuốn hết chiên hết nhiều rồi cũng đủ lòng. Rồi chị leo ông Thành ăn đã luôn Thành Thành có gì ca cho đi vậy hả có gì ca cho đi vậy tiêu á thích rồi hả ừ dạ bỏ gì vậy. Ừ. Phải độc thân mày ăn gọn phải không? Không có cái đừng thì phải ăn khác. Cái sai. Không. Chai không? Không chai không? Thầy xế coi. Xíu mà. Thầy xế coi. Chả giò chiên lên ăn liền nó nóng đúng không? Nó giòn không?
How do you feel? Hôm nay mới lót tóc cho, tóc quá trời. Thành này hớt tóc mình được không? Giờ cho đi ra ngoài rồi. Nè hớt tóc mình nè. Ê chen, lót cái tô lên nha. Bây giờ chỉ hớt lại nhỏ ngắn lại ở trên, đẩy ở trên này cho nó ngắn. Ok. Hay ha, hay ha. Ê như ớt cái tô lên vậy. Hả? Ủa xin đưởng ngay vậy? Không. Cái nữa. Cái nữa sao? Cái này lẻo rồi. Chia. 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 Yeah. Mày đâu biết chia sao? Hay không? Mày muốn ăn nữa không phải? No. Nó mà tăng ít là già rồi ăn không? Ăn ít lắm mà mạnh nuốt. Ăn ít lắm. Múc nhiều cũng nuốt hết á. Kệ mình đỉnh nghe vợ nói. Nó xào cái lát để đỉnh nghe. Có vợ đi bỏ chung nhà đi mà thử biết là tại vì mày không ở. Tôi đổi cho bắt cười đó. Em nghĩ lộn như thấy em ngoại gì đó. Thấy mà đi về mày ở có 1-2 tháng à, cho nó mở năm này qua năm nọ mà nó biết. Được kiểu nó cười. Có vợ thì ở chung nhà biết à. À vợ ở chung nhà là biết à. Mày mày giỡn ở 1-2 tháng. Cái ly á. Cái ly á bay vô cái đầu hoặc là cái đầu bay vô cái ly. Nó muốn mày có như bố xe năm. Nó có vợ chưa? Ở chung là biết liền không sao. Thôi, bỏ đi. Bữa nay vui mà. Này vui. Cái coi đồ, đồ khô khô chưa? Nhai cho nhỏ ra. Ăn cho nhỏ ra là muốn nuốt. Còn cục bự mà nuốt là mất cổ á. Mình chở cho anh đó. Lấy ra. Ừ. Cho sợ 2 miếng nè. Hết không? Này chỗ này hết đi. À. Khóa chả giò lắm cô chú à. Nãy mấy cuốn rồi. Ngồi miếng nữa. Ngồi lên cao lên mấy mẹ. Đứng vậy thôi chứ. À, chuẩn bị birthday của em rồi nha. Mấy tuổi? 8 tuổi gì đó. Wow. Ủa vậy là tuần sau ha, tuần này? Tuần sau. Tuần sau. Tuần sau mời bác Sơn đi birthday không? Đúng. Vậy là mua bánh sầu riêng cho ăn ha. Rồi, đừng ngồi để tôi mua. Không, bánh sầu riêng. Birthday đi. Đợi khách. Bánh sầu riêng ngon lắm. Cạnh đây nè. Đâu có lạnh đâu con. Thấy lạnh. Hơi luôn nè. Vì yếu rồi đó. Phải không? Yếu trong người phải không? Nên là lạnh phải không? Không. Mời bạn nghe, các bạn ăn dưa hấu đó bạn ơi. Dưa hấu này ngon lắm bạn ơi. Mua mất còn mới đầu mùa nha ngọt. Ngon không?
Chào mời cô chú đi con ăn tiếp. Xin chào bà cô chú. Rồi, cả nhà ơi, mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video mình và ủng hộ. Nhớ đăng ký và bấm like. Cảm ơn cả nhà nhiều ha. Bye bye. Nó comment nữa ha. Bye bye mời cô chú đi. Subscribe. Subscribe. Bye.